Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 11 giờ 30 phút thứ hai ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính nổi bật có trong chương trình hôm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngân hàng đã và đang đưa ra các chính sách ưu đãi về lãi suất, kích thích đầu tư và tiêu dùng, khơi thông nguồn vốn tín dụng ra thị trường. Trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, người dân cần đề phòng các nguy cơ do mưa lớn gây ra. Tin quốc tế, thế giới cần 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho chuyển đổi kinh tế sạch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là tập trung triển khai các dự án kết cấu hạ tầng, tạo sức lan tỏa lớn, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của tỉnh, bảo đảm đồng bộ, liên thông, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng gắn với các hành lang phát triển kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đặc biệt là các tuyến đường kết nối các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, các tuyến đường tạo ra không gian phát triển mới, các tuyến kết nối giao thông với vùng và các địa phương có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là thành phố Hà Nội, mở mới, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, các nút giao kết nối với đường cao tốc Hà Nội Lào Cai, phát triển mạnh mẽ dịch vụ đô thị, logistics, dịch vụ tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông có trọng tâm trọng điểm, thu hút các dự án có quy mô lớn đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, khu du lịch quốc gia Sapa và các khu du lịch được xác định là khu du lịch cấp tỉnh, hình thành các khu dịch vụ tổng hợp cấp tỉnh. Để thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP bình quân đạt 10% trong thời kỳ 2021-2030, tỉnh Lào Cai dự kiến cần huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 774.000 tỷ đồng. Từ khu vực nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài FDI. Từ nguồn quỹ xã hội công đoàn và huy động các nguồn lực, từ năm 2023 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 115 nhà ở cho các đoàn viên công đoàn với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua nhiều hoạt động như tháng công nhân, Tết xung vầy, hàng nghìn đoàn viên người lao động khó khăn đã được hỗ trợ giúp đỡ, tặng các món quà ý nghĩa thiết thực. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cũng đã ký kết với 17 doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chính sách giảm giá cho đoàn viên công đoàn khi mua, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hàng hóa tiêu dùng với hơn 22.000 lượt đoàn viên được hưởng lợi với số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên lao động. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Lào Cai đã có 160.450 tài khoản đăng ký sử dụng ứng dụng VSSID. Hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Bảo hiểm xã hội Lào Cai cũng thực hiện giao chỉ tiêu vận động khuyến khích người thụ hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ chi trả chế độ bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân đạt 97%. Tỷ lệ chi trả trợ cấp thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản qua tài khoản cá nhân đều đạt 100%. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nguồn vốn tín dụng tại các ngân hàng dồi dào nhưng doanh nghiệp và người dân vẫn khó tiếp cận. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, các ngân hàng đã và đang đưa ra các chính sách ưu đãi về lãi suất, kích thích đầu tư và tiêu dùng, từ đó khơi thông mạnh hơn nguồn vốn tín dụng ra thị trường. Trong một năm gần đây, khi ngành vận tải hàng hóa đang gặp nhiều khó khăn, doanh nghiệp này đang nỗ lực xây dựng thêm các mô hình kinh doanh. Để đầu tư trang thiết bị mới, doanh nghiệp có tìm hiểu thông tin về lãi suất của các ngân hàng, nhưng quy trình thủ tục khó khăn cùng yêu cầu về tài sản thế chấp nên vẫn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Thời gian vừa rồi thì các doanh nghiệp là khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.
Nó có mấy lý do. Lý do thứ nhất là các ngân hàng thời gian vừa rồi thì họ giảm cái tỷ lệ định giá tài sản của các doanh nghiệp xuống và cả người dân xuống. Bởi vì là như chúng tôi là sẽ phải chi trả một cái khoản tiền để bù đắp cái phần giảm đó. Và ngoài ra nữa thì cộng thêm cái sự khó khăn của tình hình kinh doanh thì nó sẽ làm cho chúng tôi cũng trở lên khó khăn hơn. Để tìm ra những giải pháp khơi thông dòng chảy tín dụng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang cố gắng cân đối các loại chi phí hoặc các nguồn vốn đầu vào để có mức lãi cho vay một cách hợp lý hơn. Đợt này chính sách lãi suất cho vay của các ngân hàng trong tỉnh khá tốt. Nhờ vậy tôi có thêm nguồn vốn để tiếp tục duy trì kinh doanh. Tiền trả lãi suất ngân hàng tháng cũng được giảm khá nhiều. Để thu hút người vay, các ngân hàng buộc phải cân đối chi phí vốn đầu vào, tiết kiệm chi phí hoạt động để có thể có mức lãi suất vay cạnh tranh. Đặc biệt, sau chỉ đạo phải công khai lãi suất cho vay của Thủ tướng Chính phủ, áp lực cạnh tranh giữa khách hàng của các ngân hàng ngày càng gắt gao hơn. Với cái biện pháp mà chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cho 6 tháng cuối năm, đó là tạo điều kiện một cách thuận lợi hơn nữa trong vấn đề hạ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên cơ sở tiết giảm những chi phí và trên cơ sở cái điều hành cái lãi suất của ngân hàng nhà nước một cách ổn định để tạo cái mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ổn định và hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Thời điểm này, các ngân hàng đang nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức ưu đãi, từ đó khơi thông dòng vốn, giúp doanh nghiệp, người dân bổ sung tiềm lực, tháo gỡ khó khăn và phục hồi sản xuất kinh doanh. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị, tuần vừa qua giá vàng SJC được duy trì ở mức ổn định, giá vàng nhẫn có xu hướng giảm nhẹ so với phiên đầu tuần trước. Sau khi tăng vọt lên 78,5 triệu đồng một lượng mua vào và 80 triệu đồng một lượng bán ra vào ngày 18 tháng 7, hiện giá vàng miếng SJC 999,9 đã giảm về mức niêm yết 77,5 triệu đồng một lượng mua vào và 79,5 triệu đồng một lượng bán ra và duy trì ổn định trong một tuần qua. Tại thành phố Lào Cai, sáng nay giá vàng nhẫn 4.9 thương hiệu Doji mua vào bán ra ở mốc 75,8 và 77,15 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng một lượng chiều mua vào và 50.000 đồng một lượng chiều bán ra so với phiên đầu tuần trước. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNG đang là 75,6 triệu đồng một lượng và 77,06 triệu đồng một lượng. Cùng với đó, giá vàng nữ trang ở mức 74,9 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 76,5 triệu đồng chiều bán ra, giảm nhẹ 100.000 đồng trên một lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 1,6 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều nỗ lực trong tổ chức triển khai, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào tất cả các công đoạn, Cục Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh tiến độ. Với ưu điểm nhanh, chính xác, dù còn gần 20 ngày nữa mới kết thúc, sau nhiều địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc điều tra, thu thập thông tin, vượt xa so với mục tiêu kế hoạch. Địa bàn rộng, số hộ cần điều tra phỏng vấn nhiều. Song nhờ có chiếc điện thoại thông minh được cài đặt sẵn phiếu điều tra điện tử, chị Xin Hoài Thu, điều tra viên huyện Mường Khương đã tiết kiệm được nhiều thời gian công sức trong quá trình điều tra, thu thập thông tin. Nội dung của phỏng vấn cũng khá là dài, để được điều tra được chính xác cũng như là đảm bảo được cái tiến độ thì chúng tôi thời gian qua cũng đã được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để mình có cách hiểu, cách hỏi làm sao mà để cho người dân có thể hiểu mình và có thể chia sẻ nhanh mà vẫn đảm bảo được cái chính xác. Với 53 địa bàn, trên 1.700 hộ người dân tộc thiểu số được chọn để điều tra, thu thập thông tin, Bát Sát có số phiếu điều tra xã, hộ dân nhiều thứ tư toàn tỉnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ điều tra viên, đặc biệt là có sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin trong quá trình điều tra, tổng hợp số liệu, địa phương đã hoàn thành công tác điều tra, thu thập thông tin tại 100% hộ dân. Trên phiếu điện tử CAPI có một thuận lợi rất là thuận lợi so với phiếu giấy ngày xưa. Tức là tất cả những cái thông tin mà khi mà đã không cần thiết tự động là chuyển để thực hiện cái cuộc điều tra trên phiếu điện tử này ấy. Thì trước mắt là cái câu quan trọng nhất là phải tuyển chọn điều tra viên. Những người có trình độ tập huấn thì chúng tôi đã dành ra hai ngày để tập huấn, khi qua lý thuyết xong đó chúng ta thực hành trên CAPI luôn. Và đến khi ra ngoài thì còn vẫn nữa.
Không chỉ tiết kiệm giấy, thời gian, công sức, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền còn giúp nâng cao chất lượng thông tin nhờ quá trình kiểm tra tự động logic của phiếu điều tra, giám sát điều tra đến hộ dân cư để phỏng vấn và minh bạch thông tin trong quá trình duyệt số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả điều tra. Tất cả các câu hỏi sẽ được chạy lần lượt với một đối tượng điều tra, cho nên là không bỏ sót các câu hỏi. Khi có số liệu điều tra viên đã đồng bộ về máy chủ của Tổng cục Thống kê thì là sẽ được tổng hợp ngay và chúng ta sẽ biết là trong một thời điểm nào có bao nhiêu điều tra viên đến hộ điều tra và đã đến thời điểm đấy là được bao nhiêu phiếu điều tra rồi để có sự đôn đốc của tổ trưởng cũng như giám sát viên để cho điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ. Tính đến hết ngày 27 tháng 7, toàn tỉnh đã điều tra thu thập thông tin được trên 13.000 hộ, đạt hơn 77% kế hoạch. Trong đó, thành phố Lào Cai và huyện Bát Sát đã hoàn thành công tác thu thập thông tin tại 100% hộ dân được chọn lấy mẫu điều tra. Các địa phương còn lại đang nỗ lực triển khai, phấn đấu xong trước ngày 10 tháng 8. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, trong mấy ngày tới, trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục có mưa trên diện rộng. Người dân cần đề phòng các nguy cơ do mưa lớn gây ra. Mưa dông trên diện rộng khả năng sẽ kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối nhỏ. Người dân, chính quyền địa phương cần hết sức cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Từ ngày 27 đến 29 tháng 7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to diện rộng. Ngày 27 đến 28, lượng mưa trung bình từ 70 đến 90 mm. Đêm 28 đến 29, lượng mưa trung bình từ 20 đến 40 mm. Hiện các địa phương chưa có thông tin về thiệt hại do mưa gây ra. Thưa quý vị, Điều 12 Nghị định 52/2024 NĐ-CP quy định về việc đóng tài khoản thanh toán như sau. Theo đó, tài khoản đồng sở hữu có thể bị đóng trong trường hợp sau đây. Một trong các chủ sở hữu tài khoản thanh toán có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán. Một trong các chủ sở hữu tài khoản thanh toán là cá nhân bị chết, bị tuyên bố đã chết. Một trong các chủ sở hữu tài khoản thanh toán vi phạm hành vi bị cấm về tài khoản thanh toán quy định tại khoản 5, khoản 8, điều 8, Nghị định 52/2024 của Chính phủ. Các trường hợp theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa các chủ tài khoản thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Yên Bái chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bão Gemi gây lở đất nghiêm trọng tại Trung Quốc. Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khoảng gần 17 giờ ngày 28 tháng 7, tàu SE11 đã khắc phục xong sự cố trật đường dây tại vị trí thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và lưu thông bình thường. Trước đó, khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, tàu SE11 đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường sắt ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, bị trật bánh tại toa số 10, số 11, trong đó toa số 10 là toa hành khách. Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng điều phối của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phối hợp điều tiết các đoàn tàu trên tuyến Bắc Nam, khẩn trương khắc phục sự cố. Cán bộ kỹ sư đường sắt đã nhanh chóng tách hai toa tàu bị trật bánh ra khỏi đường ray, thay thế bằng hai toa tàu khác. Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, tàu SE11 đã lưu thông bình thường. Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương thông tin, toàn bộ điều hòa không khí dưới 40.000 BTU đã được cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng. Hiện nay, Bộ Công Thương đã cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng cho toàn bộ điều hòa không khí gia dụng dưới 40.000 BTU kinh doanh trên thị trường. Trong đó, 62,8% mẫu lưu hành trên thị trường đạt mức hiệu suất cao từ 4 đến 5 sao. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tăng hiệu quả sử dụng điện, tăng tính cạnh tranh và phân loại sản phẩm trên thị trường. Cùng với đó, đây cũng là giải pháp nhằm thực hiện cam kết làm mát toàn cầu của Việt Nam. Trong đó, giải pháp quan trọng là chuyển đổi các thiết bị làm lạnh sang công nghệ có hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm chi phí điện năng. Với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình thoát nghèo, những huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lồng ghép và sử dụng nhiều nguồn lực tập trung hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp cho hàng trăm nghìn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách an cư lạc nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Hộ ông Hàng A Chay là hộ nghèo ở thôn Trống Tông, xã La Bán Tẩn. Vợ ông bị liệt nửa người cách đây gần 30 năm. Người con trai cả mất sớm, ông gánh thêm việc làm cha, nuôi 4 đứa cháu nội. Năm 2023, niềm vui đã đến như một giấc mơ khi gia đình ông được xã xét hỗ trợ làm một ngôi nhà mới kiên cố, an toàn. Vợ tôi bị tàn tật gần 30 năm rồi. Tôi vất vả quanh năm làm lụng nên không đủ ăn. Các đứa con, đứa thì mất, đứa thì đi làm ăn xa. Giờ lại phải một mình nuôi các cháu ăn học. May được nhà nước cho đi học bán trú nên tôi cũng đỡ vất vả. Là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, với sự hỗ trợ của Trung ương và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, năm 2024, huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ làm nhà ở cho 604 hộ nghèo, cận nghèo, trong đó làm mới 369 nhà, sửa chữa 235 nhà, với tổng kinh phí thực hiện chính sách 51,3 tỷ đồng. Có nhiều hộ rất là khó khăn, và trong quá trình thực hiện thì khả năng nếu để cho riêng hộ gia đình thì không làm được. Thế nên là ở Mù Cang Chải thì thường chúng tôi huy động các cái nguồn lực ở tại chỗ, như là huy động các cái sự đóng góp của cộng đồng, của bản, của anh em họ hàng. Có những cái hộ gia đình nào mà độc thân này, thế rồi là quá khó khăn hay già yếu neo đơn thì tôi giao cho các cái tổ chức hội, để mỗi một hội có thể một hai nhà để giúp đấy cho những cái hộ đó. Theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023-2025 sẽ đặt mục tiêu hỗ trợ 3.022 hộ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí gần 149 tỷ đồng. Cái việc huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách để hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt được cái hiệu quả rất là cao, chiếm khoảng 86,7% trong tổng cái kinh phí thực hiện các cái đề án kế hoạch về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2024, dự kiến toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu hỗ trợ 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, các địa phương đã khởi công được trên 500 nhà. Chương trình tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Thủ tướng Australia đã công bố cải tổ nội các sau khi có hai bộ trưởng cho biết sẽ nghỉ hưu sau cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau. Thủ tướng Australia đã chỉ định bộ trưởng nghệ thuật sang làm bộ trưởng nội vụ, nhập cư, các vấn đề đa văn hóa và an ninh mạng. Bộ trưởng nội vụ đương nhiệm được chuyển sang bộ nhà ở và tình trạng vô gia cư. Trong khi đó, bộ trưởng di trú chuyển sang bộ kỹ năng và đào tạo. Còn Thượng nghị sĩ McCarthy của vùng lãnh thổ phía Bắc sẽ lãnh đạo bộ về người bản địa Australia. Quyết định điều chuyển trên được đưa ra sau khi hai bộ trưởng lâu năm của công đảng tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào cuộc bầu cử tiếp theo. Thủ tướng Australia bày tỏ hy vọng những thành viên còn lại trong nội các sẽ đồng hành cùng ông trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau. Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Nga đã cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng giống như thời chiến tranh lạnh nếu như Mỹ triển khai tên lửa tầm xa ở Đức. Nhà lãnh đạo Nga đưa ra cảnh báo sau khi Lầu Năm Góc hồi đầu tháng này công bố kế hoạch sẽ cho triển khai vũ khí tầm xa theo từng đợt tại Đức, bắt đầu từ đầu năm 2026. Phát biểu tại lễ kỷ niệm nhân ngày Hải quân Nga ở thành phố St. Petersburg, Tổng thống Putin bày tỏ quan ngại nếu Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm xa tại Đức, đồng thời khẳng định ông đang theo dõi sát tình hình. Trước đó, hôm 10 tháng 7, Lầu Năm Góc xác nhận từ năm 2026, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai vũ khí tầm xa tại Đức theo từng đợt, như một phần của kế hoạch triển khai lâu dài các loại vũ khí này trong tương lai. Từ nay đến năm 2050, tiến trình chuyển đổi toàn cầu sang nền kinh tế phát thải carbon thấp gần 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức đầu tư hiện nay. Phát biểu tại Brazil nhân dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu rõ, việc đạt mục tiêu khí thải ròng bằng không vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden và nước Mỹ cần Brazil hỗ trợ để đạt mục tiêu này. Việc phớt lờ các vấn đề về biến đổi khí hậu cũng như suy giảm đa dạng sinh học không những thể hiện sự yếu kém trong chính sách môi trường mà cả về kinh tế. Do ảnh hưởng của bão Gemi tại thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc đã xảy ra một vụ lở đất nghiêm trọng khiến 12 người thiệt mạng và 6 người bị thương.
Lở đất xảy ra do lũ quét sau nhiều ngày mưa lớn tại tỉnh Hồ Nam và nhiều địa phương khác của Trung Quốc. Hơn 240 nhân viên cứu hộ đã được điều đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả. Trước đó một ngày, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3 tại tỉnh Hồ Nam để phòng tránh bão Gemi, cơn bão thứ 3 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Trong khi đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thứ 2 trong thang 4 cấp về mưa bão tại tỉnh này. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 29 tháng 7 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết trong tỉnh đã khép lại chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.